chào các bạn hôm nay tôi sẽ làm video này cách hướng dẫn cách lao dọn bàn thờ ngày cuối năm nhiều người tưởng rằng việc dọn dẹp bàn thờ là chỉ cần làm sạch sẽ mọi thứ là được nhưng ít ai biết rằng việc dọn dẹp bàn thờ không hề đơn giản nếu không đầm đúng cách thì có thể ảnh hưởng tới sức khỏe tài lộc may mắn của gia chủ ngày nay do thời gian có hạn hoặc một số kiên kỵ không được lưu truyền trong dân gian nên không còn nhiều người biết cách dọn bàn thờ và cách bài túy bàn thờ gia tiên sao cho đúng phong thủy và mang lại may mắn như phong tục cổ nhân trước khi dọn bàn thờ người xưa thường phải tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị dĩa qua quả đặt tên bàn thờ sau đó thắp một ném hương thông báo cho tổ tiên và thần linh biết ngài hôm nay sẽ thu dọn bàn thờ mời tổ tiên và thần linh tạm lánh sang một bên để con cháu thực hiện công việc sau đó gia chủ chuẩn bị một chiếc bàn bên trên tải một miếng vải hoặc giấy đỏ để đặt bài vị. Nếu bàn thờ có đặt chung bài vị gia tiên với các thần thì phải để ra hai chỗ khác nhau, không được lẫn lộn, đợi sau khi hương cháy hết rồi mới bắt đầu công việc, tuyệt đối không lau bài vị của tổ tiên tước Người xưa quan niệm như vậy là bất kính, mạo phạm với thần Phật. Thần Phật có ngôi vị cao hơn, nên dễ khiến tổ tiên bị chèn ép. Sau khi lao bài vị xong, mới đến phần dọn bát hương. Công việc này cũng rất quan trọng. Ngày nay, đa phần mọi người đều rút chân hương, rồi cắm bát hương, đổ hết to ra ngoài. Theo người xưa như vậy, rất dễ gây tán tài vì vậy người ta hay dùng chiếc thìa nhỏ xúc từng thìa đổ ra ngoài rồi mới rửa sạch bát hương đặt sang một bên khi bát hương khô ráo nếu là bát hương thờ thần phật thì dùng bảy tờ tiền vàng bát hương của tổ tiên thì dùng ba tờ tiền vàng đốt hơ quanh cháy một nửa thì bỏ vô tông đợi tiền vàng cháy hết thì đổ to vào một lần như vậy gọi là ga nhỏ vào lớn ý là tiền ga nhỏ giọt tiền vào như thác đổ nếu nút đổ ra hết sau đó múc từng ít một vào thì gọi là vào nhỏ ra lớn Tức là tiền ra thì nhiều mà tiền vô thì ít. Ngày nay có nhiều người đem to bát hương, đổ cũ, ra xong, thay vào bát hương to mới. Nhưng người xưa thì dùng chiếc rổ, mắt, nhỏ để lọc to cũ. Lọc xong, lại đổ vào bát hương, chứ không đổ đi. Việc lọc to cũng phải bắt đầu từ bát hương, thờ tần Phật. Sau khi lau rửa sạch sẽ, người ta sẽ đem bài vị thần Phật và tổ tiên đặt một chỗ cũ và công đoạn này cũng rất phức tạp. Trước hết phải chuẩn bị một chiếc lò nhỏ, trong đó đốt nhang, trong đó đốt than hoa đặt dưới bàn thờ khoảng 15 phút. Sau đó đốt bảy tờ giấy vàng làm dấu hơ ở bốn hướng trên dưới trái phải ý là dùng lửa để khai quang làm sạch tiền vàng chưa cháy hết thì bỏ vào lò than qua đốt tiếp bãi tờ vàng làm sạch vị tí muốn đặt tượng phật bài vị tượng phật và bác hương sau đó mới đặt các đồ vật vào vị trí cố định sau khi đặt xong thì đốt 12 que nhang cắm vào thứ tự theo hướng như sau thứ nhất cắm ở vị trí đồng hồ chỉ số 1 là rất là một giờ khi cắm thì đọc như sau niên niên thì hảo niên tức mỗi năm đều là một năm tốt que thứ hai cắm ở vị trí tức là 2 giờ của kim đồng hồ khi cắm đọc nguyệt nguyệt thị hảo nguyệt tức là mỗi tháng đều là tháng tốt cây thứ ba cắm ở vị trí 3 giờ khi cắm đọc nhật nhật thị hảo nhật tức là mỗi ngày đều là ngày tốt cây thứ tư cắm ở vị trí số 4 tức là 4 giờ thì cần đọc thời thời dị hảo thời tức là mỗi giờ đều là giờ tốt cứ từng tự như vậy cho đến thời điểm vị tí 12 tức là 12 giờ các vị tí bài vị bát hương của tổ tiên và bà cổ cô cũng làm như vậy. Nói một cách khác, có bao nhiêu bàn thờ thì mình làm như kể tên. Những việc phải tánh khi lao dọn bàn thờ nếu không muốn bị xui. Thứ nhất, tuyệt đối không được làm đổ dở đồ thờ. Ngày nay điều kiện kinh tế, xã hội phát triển nên nhiều gia đình thường bài vị tí bàn thờ tổ tiên với rất nhiều vật dụng khác nhau chính vì thế khi lao dọn bàn thờ nếu sơ sẩy một chút bạn có thể làm rơi dở các đồ thờ cúng điều này vốn đã là một niềm không may nếu đổ dở đồ thờ trong tháng cô hồn và gầm tháng bảy thì đó là đại kỵ số hai di chuyển bát hương tùy tiện có thể gây ra xui xẻo cho gia đình trên bàn thờ nơi trang trọng nhất chính là vị trí bát hương theo phong thủy bàn thờ là quan niệm dân gian bát hương là nơi gián của các hương linh thần thánh tổ tiên và cũng thể hiện sự thành kính của gia chủ đối với cõi âm Bác hương thờ là hình thức hội tụ tâm thức giống như một sợi dây vô hình để khi gia chủ thắp hương cầu nguyện là thần linh tổ tiên có thể chứng giám được lòng thành vị trí đặt bát hương nếu bị di chuyển bừa bãi có thể gây ra tai ương và xui xẻo cho gia đình chính vì thế khi lau dọn bàn thờ tối kỵ việc làm bát hương bị di chuyển đặc biệt là trong tháng cô hồn thứ ba tỉa và đổ chân hương cần đúng cách bát hương khi sử dụng lâu ngày chân hương sẽ đầy và cần phải bỏ bớt đi để có chỗ cắm hương mới nếu cần phải đổ chân hương đúng vào tháng cô hồn thì phải hết sức thận trọng vì chân hương và đồ thờ cúng bỏ đi nếu không xử lý đúng cách sẽ bị các vong linh và tổ tiên quở tách mang đến xui xẻo cho gia đình khi chân hương quá dày bạn rút chân hương ra khỏi bát hương nhớ để lại năm chân hương cũ chân hương bỏ đi không được tùy tiện dứt đi mà phải đốt thành to rồi dùng to này thả xuống sông suối ao hồ tránh nơi ô uế tránh nơi quế tạp hoặc có thể hòa to với nước rồi tưới cây với những đồ thờ cúng không sử dụng nữa cũng đem đốt thành to rồi thả ở sông hồ đồ không thể đốt được cũng đem thả xuống sông hồ tốt nhất là buộc lên một miếng xốp nổi tuyệt đối không dứt bừa bãi ở các nơi dơ quế và mất vệ sinh cảm ơn các bạn đã xem video này nhớ đăng ký vào kênh của tôi để nhận được nhiều video mới nhất bye